Thực đơn hôm nay sẽ chia sẻ đến với các bạn lẩu đầu cá hồi nấu mẻ, ăn kèm với bắp chuối bào nhé. Cơm mẻ mình nấu lẩu thì ăn ngon lắm. Mình sẽ sơ chế cơm mẻ rồi mình sẽ lược ra nấu lẩu, gồm có tỏi, sả, rất là thơm. Mình nấu lẩu cơm mẻ thì rất dễ ăn, nhúng rau, ăn kèm với bún, rau bắp chuối, rau muống. Nấu lẩu ăn rất là ngon đó các bạn, hôm nay mình chia sẻ. Ở đây mình có hai đầu cá hồi thật tươi, 1 kg đó các bạn, mỗi đầu là nửa ký. Thịt cá tươi, mang cá đỏ, rất là ngon. Mình sẽ đem sơ chế cá sạch nhé. Còn đây là bắp chuối với rau thơm, ngò gai, rau ôm. Lúc nữa mình sẽ sơ chế bắp chuối bào, hôm trước mình cũng đã chia sẻ, và cơm mẻ. Ở đây mình có gần 1 chén cơm mẻ 200g đó các bạn. Kèm với bắp chuối thì mình có rau muống. Rau muống này mình rửa sạch rồi sẽ nhúng chung. Giờ thì mình sẽ sơ chế cơm mẻ. Cơm mẻ đầu tiên các bạn sẽ cho muối bọt vào. Mình sẽ cho 1 muỗng vung, muỗng nhỏ. Rồi mình sẽ trộn cơm mẻ lên. Trộn đánh cơm mẻ lên, mình để một lúc sẽ đem đi lược nhé. Mình sẽ có bún để ăn kèm với lẩu. Mình sẽ bắt lên một cái chảo, cho vào 2 muỗng canh mỡ nước. Đây là tỏi băm và sả băm, mình sẽ cho vào phi vàng thơm. Phi cho tỏi và sả vàng lên. Còn đầu cá hồi mình đã sơ chế, hôm trước mình cũng đã chia sẻ cách sơ chế đầu cá hồi đến với các bạn. Nên hôm nay mình rửa sơ chế xong rồi mình cắt miếng vừa ăn, mình sẽ ướp vào 1 muỗng canh nước mắm. Các bạn xem clip mình nấu canh chua đầu cá hồi với bông súng nhé. Mình chia sẻ rất kỹ và tỉ mỉ cách sơ chế đầu cá hồi đến với các bạn. Hôm nay thì mình không chia sẻ nữa. Mình sẽ ướp vào 1 muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Tỏi và sả,
Mình phi vàng thơm, lúc nãy mình sẽ cho vào cá một ít. Sau đó mình sẽ trộn cá lên cho thấm gia vị và mình để một lúc. Cơm mẻ sau khi trộn muối, mình lược ra hai tô nước cho vào nồi lẩu. Mình sẽ nêm 2 muỗng nhỏ muối hạt. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Ba muỗng cà phê đường. Sau đó mình nấu cho sôi lên cho tan gia vị. Còn đây là ngò gai, ngò ôm và ớt mình cắt để sẵn. Rau muống mình đã lặt rửa sạch, bắp chuối mình đã sơ chế. Mình cũng đã chia sẻ cách sơ chế bắp chuối đến với các bạn. Nồi nước lẩu đã sôi lên, thì mình sẽ cho sả băm vào một ít. Sau đó mình sẽ tắt lửa, để khi ăn lẩu thì mình sẽ nấu lên. Mình sẽ dọn ra để chuẩn bị. Lẩu đầu cá hồi nấu mẻ thì ăn rất đơn giản lắm các bạn. Đơn giản nhưng mà rất ngon. Mình sẽ có rau nè, nước mắm ớt và cá thì chuẩn bị ăn mình sẽ cho vào. Còn một ít tỏi phi, sả phi mình chừa lại, lúc nữa mình sẽ cho vào cho thơm. Mình sẽ bật bếp lên và cho rau thơm vào trước. Kế đến sẽ cho tỏi và sả phi vào. Sau khi nước sôi lên thì mình sẽ cho cá vào. Cá mình đã ướp thấm rất là ngon đó các bạn. Cá thì rửa sạch, cắt hết mang, răng cá đi nhé. Rồi mình sẽ ướp như thế này trước, thịt cá thật là thấm. Rồi mình bỏ vào nấu lẩu thì rất ngon. Sau khi nước sôi lên thì mình cho cá vào và nhà mình chuẩn bị ăn nhé. Cá rất mau chín. Cá sôi lên là chín rồi các bạn. Sau đó thì mình sẽ nhúng rau vào, rau bắp chuối, rau muống vào ăn. Mình mời các bạn dùng với nhà mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.